trai Tây có bạn gái 4 năm gửi lời ngôn tình cho nữ chính người ấy là ai, dù sai chính tả nhưng đáng yêu quá nè. Nữ thần thời tiết, Thanh Tâm đã chọn được anh chàng bác sĩ Điền Trai Quang Lâm trong người ấy là ai, tập mới nhất. Cặp đôi được đánh giá là, trai tài gái sắc rất xứng đôi và được dân tình liên tục đẩy thuyền. Cặp đôi Thanh Tâm Quang Lâm. Bên cạnh Quang Lâm, Stephen cũng là một chàng trai nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý với sự ấm áp, ngọt ngào. Anh chàng thậm chí còn chuẩn bị một bức thư tay gửi cho Thanh Tâm. Tâm ơi, anh đã vượt qua cả Thái Bình Dương để đến đây gặp em. Em có thể vượt qua cái bật bậc sân khấu để đến gặp anh được không? Stephen viết. Dù có dùng sai từ bậc, thì thành ý của Stephen quả là không đùa được đâu. Stephen, trai Tây ngọt ngào và ấm áp. Bức thư tay Stephen viết cho Thanh Tâm. Nữ chính Thanh Tâm sau khi khoe bức thư trên sân khấu còn đăng lên cả story và khen anh bạn này quá dễ thương. Tại chương trình, Stephen vẫn là ẩn số khi dàn cố vấn mỗi người một lựa chọn. Cuối cùng chàng trai ngoại quốc kết thúc màn lộ diễn của mình bằng tấm bảng màu đỏ. Trên sân khấu, anh chia sẻ về mối tình 4 năm cùng cô ca sĩ người Ấn Độ và hiện tại hai người đang yêu xa. Dân tình không khỏi có chút lăn tăn khi, dù đã có người yêu nhưng Stephen vẫn thoải mái thể hiện sự ngọt ngào với cô gái khác. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng anh chàng đến game show và chỉ muốn thể hiện con người thật rất ấm áp, lãng mạn của mình mà thôi. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.